Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 2, sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Trang 123. Trong video hôm nay, chúng ta làm bài kiểm tra cuối năm. Thì đối với mỗi bài tập, các em nên bấm tạm dừng video và các em làm bài trước. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa. Có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không nha. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết số. Câu A. Số gồm 800 và 80 được viết là. À, số gồm 800 thì số trăm là 8 này. 80, số chục cũng là 8 này. Không thấy nhắc đến số đơn vị. Vậy số đơn vị bằng 0. Rồi như vậy, đó chính là số 880. Các em đọc là 880. Câu B. Số gồm 500 và 8 đơn vị được viết là. À, 500 thì số trăm là 5. Không thấy nhắc đến số chục. Như vậy là số chục bằng 0. 8 đơn vị thì số đơn vị bằng 8. Vậy số này các em đọc là 508. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết số thành tổng các trăm chục đơn vị. Câu A. 603. Số này gồm 600. Không chục. Rồi các em nhớ là không chục hay là không đơn vị thì các em không cần phải viết nha. 3 đơn vị. Vậy các em cộng với 3. Câu B. 750 thì số này gồm 700. 50 các em cộng với 50. Rồi không đơn vị thì các em không cần phải viết. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi từ bé đến lớn tức là các em viết theo thứ tự tăng dần. Bé viết trước và lớn viết sau. Như vậy là trước hết là các em phải so sánh các số này với nhau trước đã. Rồi các em so sánh số trăm trước này. 7, 2, 2, 7. Thì hai số có số trăm là 2 sẽ bé hơn hai số có số trăm là 7. Trong hai số có số trăm là 2, các em so sánh tiếp số chục. Số chục là 0 bé hơn 5. Cho nên là 205 sẽ bé hơn 250. Cuối cùng là hai số có số trăm là 7. Các em so sánh tiếp số chục. Số chục là 7 lớn hơn 6. 7 lớn hơn 6 tức là 776 sẽ lớn hơn 767, đúng không? Vậy 767 các em viết trước, 776 lớn nhất các em viết sau cùng. Như vậy là chúng ta vừa sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Khoanh vào chữ cái, đặt trước ý trả lời đúng. A. Cái bảng lớp em có chiều dài 3. Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là. A là decimet, B là mét và C là km. Rồi theo em,
Cây bảng lớp em có chiều dài là 3 decimet, 3 mét hay là 3 km? À, chúng ta ước lượng thấy chiều dài của cây bảng nó khoảng bằng 3 bước chân người lớn. Mỗi bước chân người lớn là khoảng 1 mét. Vậy cây bảng lớp em có chiều dài khoảng khoảng 3 mét. Các em chọn đơn vị là mét, tức là các em chọn đáp án B. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bằng nhau và bằng 5 cm, tức là ba cạnh của hình tam giác đều bằng nhau và bằng 5 cm. Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là A là 15 decimet, B là 15, C là 15 cm. Rồi muốn tính tổng độ dài các đoạn thẳng của hình tam giác thì các em lấy 5 này cộng 5 cộng 5. Đúng không? Có nghĩa là 5 cm được lấy 3 lần. Chúng ta có phép nhân là 5 cm nhân 3. Các em dễ dàng nhẩm được là 5 nhân 3 bằng 15. Tức là 15 cm. Các em chọn đáp án C. Tiếp theo em sang bài tập số 5, đặt tính rồi tính. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính này trước nha. Các phép tính này thì các em đã được học rồi, đã biết cách thực hiện rồi đúng không? Rồi đầu tiên là 405 cộng với 462 5 cộng 2 bằng 7, 0 cộng 6 bằng 6, 4 cộng 4 bằng 8, 867. Rồi tiếp theo là 896 trừ đi 304 6 trừ 4 bằng 2, 9 trừ 0 bằng 9, 8 trừ 3 bằng 5, 592. Được chưa? Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 6, tính câu A. 5 nhân 3 bằng bao nhiêu? À, đến bây giờ thì các em rất là thuộc bảng nhân 5 và bảng nhân 2, cũng như là các bảng chia rồi đúng không? 5 nhân 1 bằng 5, 5 nhân 2 bằng 10, 5 nhân 3 bằng 15. Rồi câu B. 12 chia 2 bằng bao nhiêu? À, 2 nhân 6 bằng 12. Vậy 12 chia 2 bằng 6. Tiếp theo là các em sang bài tập số 7, tìm số bị chia. Câu A. Mấy nhân 9 bằng 18? À, 2 nhân 9 bằng 18. Vậy số bị chia là 2. Tương tự câu B. 5 nhân mấy bằng 40? Các em nhẩm xem là 5 nhân mấy bằng 40. À, 5 nhân 8 bằng 40. Vậy số bị chia là 8. Tiếp theo các em sang bài tập số 8. Nhân ngày của mẹ vừa qua, lớp em tổ chức làm thiệp chúc mừng. Cô chia đều 30 bạn vào 5 nhóm để cùng nhau thực hiện. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn? Rồi trước hết là các em sẽ tóm tắt bài toán ra giấy nháp để chúng ta dễ hình dung nha.
Cô chia đều 30 bạn vào 5 nhóm. Tức là 5 nhóm là có 30 bạn. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn? Một nhóm có bao nhiêu bạn? Cô chia đều 30 bạn vào 5 nhóm. Vậy là các em sẽ lấy 30 chia cho 5. Được chưa? Rồi chúng ta trả lời. Mỗi nhóm có số bạn là 30 bạn chia đều vào 5 nhóm. Các em tính 30 chia 5. À, 5 nhân 6 bằng 30. Vậy 30 chia 5 bằng 6. Rồi đáp số là 6 bạn. Tiếp theo các em sang bài tập số 9. Điền tên và số thích hợp vào chỗ chấm. Hằng ngày, Hoa đi học lúc 6 giờ 30 phút. Hồng đi học lúc 7 giờ. Vậy bạn nào đi học sớm hơn? Và cụ thể là sớm hơn bao nhiêu phút? Rồi các em biết là 6 giờ 30 phút mới đến 7 giờ hay là 7 giờ rồi mới đến 6 giờ 30 phút? À, tất nhiên là 6 giờ 30 phút rồi mới đến 7 giờ. Cụ thể là 6 giờ 30 phút cộng thêm 30 phút mới đến 7 giờ. Được chưa? Bởi vì là 1 giờ bằng 60 phút, đúng không? 30 cộng 30 thì mới bằng 60. Được chưa? Như vậy là bạn nào đi học sớm hơn? À, Hoa đi học lúc 6 giờ 30 phút. Vậy bạn Hoa đi học sớm hơn. Và sớm hơn là 30 phút. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Và đây cũng là bài cuối cùng của chương trình môn toán lớp 2 sách Chân Trời Sáng Tạo. Cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã đồng hành và ủng hộ với kênh Thành Đô Vlog trong suốt thời gian qua. Hy vọng quý vị phụ huynh và các em học sinh tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Thành Đô Vlog trong thời gian sắp tới. Cụ thể là trong chương trình môn toán và môn tiếng Việt lớp 3. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.